Chương 11 Bình thường đệ đệ, cầu cất giữ, phiếu đề cử. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Triển lãm xe hơi bên ngoài, một chiếc màu đỏ thoát chờ cửa xe nửa mở, bên trong ngồi đấy một người mặc bó sát người váy tím, dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn tóc quăng màu vàng kim mỹ nữ, bắt chéo hai chân, ngầm một cái nữ tính thuốc lá, nhìn qua trang tân theo triển lãm xe hơi đi ra. Không xa xử nữ bảo tiêu chạy tới, đem một tờ giấy, đưa tới trong tay của nàng trang tiểu thư điều tra rõ ràng ngài vị đệ đệ này trước đó chỉ là một người bình thường mặc kệ là khi còn bé vẫn là sơ trung cao trung đều lộ ra quá mức bình thường thật điều tra rõ ràng như là như vậy hắn là làm sao kết giao với chu tả nhân vật như vậy trang nhược hinh hít một đôi ngầm xuân nước mắt gắt gao nhìn qua lái xe từ từ đi xa trang tân cái này nghe nói là trang tân cao trung thời điểm, ngoài ý muốn đã cứu bị người đuổi giết chu tả, chỉ là khi đó, trang tân còn không biết chu tả thân phận. Ồ, thật có người nói như thế bình thường. Nếu là ta cái này đệ đệ, không có nửa điểm bản sự, tương lai như thế nào tiếp quản trang gia? Đám kia ngoan cố lão già kia, nói cái gì cũng không nguyện ý để cho chúng ta những thứ này nữ nhi tiếp nhận, không phải phải ở bên ngoài tìm cái này con riêng. Trang Nhược Hinh cắn chặt hàm răng, một lúc sau, hít một hơi nữ tính thuốc lá, phun ra một miệng khói mù lượng quanh, đứng lên. Nữ bảo tiêu tiếp tục nói. Căn cứ điều tra tư liệu, tại nửa tháng trước, ngài vị đệ đệ này liền mua cái 2.000 khối điện thoại di động, đều muốn do dự mãi. Mua sắm một bộ vượt qua 200 khối y phục, đều muốn cò kè mặt cả. Thậm chí chưa từng có đi qua bất luận cái gì trung cao cấp nhà hàng, quán trọ. Ta đã biết trang nhược hinh cười lạnh một tiếng nghe nói gia tộc cho hắn năm khảo nghiệm xác thực nữ bảo tiêu gật đầu cái kia ký kết năm cái hợp đồng nếu là kinh doanh không có đạt tới mong muốn gia tộc có lẽ đem cân nhắc để vị thiếu gia này lấy vợ sinh con để gia tộc đến bồi dưỡng được sinh tiểu tôn tử chê cười gia tộc đã nhiều năm như vậy cũng không có sinh ra nữa cái nam đinh chẳng lẽ hắn trang tân sinh ra thì nhất định là nam hài được rồi, ngươi khiến người ta tiếp tục theo dõi hắn, ta tự có tính toán. Trang Nhược Hinh đem giữ lấy vết sau môi đầu mẫu thuốc lá, ném trên mặt đất, dùng dậy cao gót nhọn bóp tắt, lên xe, nghênh ngang rời đi. Nữ bảo tiêu mắt nhìn trên đất đầu mẫu thuốc lá, dùng khăn giấy nhặt lên, ném vào thùng rác. Sau đó lên phía sau sáng lên màu đen Audi, theo Trang Nhược Hinh rời đi. Ngồi tại quen ghế phía trên, Trang Tân dẫm lên chân ga, nghe như là giả thú gầm nhẹ động cơ âm thanh, không nói ra được thứ sướng. Sờ lấy phương hướng kia bạn, tự như là nắm chính mình vận mệnh bạn quay. Bởi vì rất nhiều bối cảnh xuất hiện, hắn đã đi lên cuộc đời khác nhau, nắm giữ trước kia chính mình không dám hy vọng xa vời hết thảy. Tuy nhiên hắn còn không phải rất thích ứng cái thân phận này, có thể sớm muộn đều vẫn là triệt để nắm giữ. Theo quen Gix từ từ giảm tốc, hắn đứng tại một cái tiệm bán quần áo cửa. Mắt nhìn trên người mình, vẫn là một hai trăm khối hàng vỉa hè hàng, hắn sửa sang lại y phục, mở cửa đi ra ngoài. Cử nhân viên cửa hàng gặp được quen ghiếc, tất cả đều tiểu chạy ra. Ta đi, xe này. Khá quen a. À. Ta gặp qua, võng thượng giá bán gần 50 triệu, chúng ta toàn bộ quận thành, nghe nói chỉ có một chiếc. Thật hay giả? 50 triệu. Ta mười đời đều không kiếm được. Cô bán hàng tỷ, đều là ánh mắt thiểm quan chờ trang tân đi tới về sau như ông vỡ tổ tranh đoạt đáng tiếc trang tân chỉ là đơn giản chọn lựa mấy bộ giá cả không ít y phục về sau liền lấy ra thẻ ngân hàng đưa tới chờ quét ra thời điểm nhìn đến số dư còn lại tiếp tân lại là một tràng thốt lên trong thẻ này là trang tân ký kết hợp đồng công ty đánh khoản thẻ năm nay lợi nhuận đều tại trong thẻ nói ít có mấy chục triệu quét thẻ thay đổi một bộ tiệm quần áo mới tại mấy cái tiểu cô nương hướng hắn túi lấp mấy cái tấm thẻ về sau trang tân rời đi tiệm bán quần áo về tới trên xe tấm thẻ lấy ra xem xét rõ ràng là số điện thoại hắn không khỏi có chút im lặng muốn lúc trước nơi nào sẽ có mỹ nữ cho mình nhét điện thoại sợ là mình hỏi người khác đều không nhất định cho khu xe rời đi mấy cây số trang tân đem tấm thẻ dương lấy ra điện thoại di động cho thu kỳ phát cái tin tức có rảnh rỗi a à, giúp ngươi đi giải quyết cửa hàng sự tình. mấy giây sau, đinh một tiếng, nước cạn nhu tình, có rảnh đâu, ngươi ở đâu, ta đi đón ngươi. trang tân, không cần, trực tiếp đi tân thế giới trung tâm mua sắm đi, ta liền tại phụ cận. nước cạn nhu tình, tốt đâu, không qua, ta mấy người tỷ muội cũng muốn theo tới, dạng này thuận tiện a, à, nếu là không dễ dàng không có việc gì để bọn hắn cùng một chỗ đi lát nữa ta mời các ngươi ăn cơm phát câu nói sau cùng lại cho tân thế giới thương thành phó tổng giám đốc tiểu hàm phát cái tin tức nửa canh giờ đi đến tân thế giới thương thành trang tân đem sau khi xe dừng lại xuống xe nhìn lấy bên ngoài bầu trời trong xanh duỗi lưng một cái tùy tiện tuyển cái quán trà sữa uống vào trà sữa chờ thu kỳ trong văn phòng kim hàm hàm đang xem bản báo cáo đột nhiên điện thoại di động vang lên một tiếng nhảy ra một cái đặc biệt chú ý nhắc nhở nàng sửng sốt một chút vội vàng mở ra điện thoại di động phát hiện lại là trang thiếu gửi tới tin tức ta đến tân thế giới quảng trường đơn giản một câu lại là làm cho kim hàm hàm ta một tiếng kêu lên sợ hãi sau đó xông ra văn phòng đối với bên ngoài công tác thành viên nói đều thu thập một chút trang thiếu lập tức tới ngay tuyệt đối đừng lưu lại ấn tượng xấu người bên ngoài nghe nói như thế đều là giật nảy mình trang thiếu cũng là cái kia trang gia người thừa kế duy nhất trang tân bọn họ tân lão bản mấy cái nữ nhân viên không khỏi hiếu kỳ nói trang thiếu đẹp trai a à, muốn là người đẹp trai lại nhiều kim đẹp trai cái đầu của ngươi a à, trang thiếu khẳng định thích ta dạng này một cái ba trăm cân nữ hài bừng lấy chính mình tròn vo mặt giả bộ như dáng vẻ khả ái chung quanh năm nhân viên nhìn lấy văn phòng mấy vị bề ngoài cũng không tốt lắm đồng sự tất cả đều cúi đầu trong lòng tự nhủ trang thiếu để ý các ngươi mới có quỷ thì liền kim hàm hàm đều trận trắng mắt bừng kính chính mình bóng loáng cái tráng chính mình làm sao bày ra như thế một đám nhân viên được rồi được rồi các ngươi thu thập một chút ta ra ngoài chờ trang thiếu còn có đem gần nhất cửa hàng cho mướn báo cáo lấy tới ta vừa vặn đi cho trang thiếu hội báo một chút. Kim hàm hàm ngược lại là không có bọn này hoa si một dạng, nạn bản thân bề ngoài cũng không tệ, truy cầu chính mình công tử ca không ít. Tăng thêm dựa vào là bản sự ăn cơm, bằng cấp cũng cao, không đến mức gặp có tiền công tử ca, thì đi không được đường. Mục tiêu của nàng, thế nhưng là nếp hàng nhi loại này nữ cường nhân, lấy một giới nữ lưu thân thế, rung chuyển toàn bộ quận thành buôn bán đế quốc. Nhưng mà, Đối với cái này tân lão bản, Kim Hàm Hàm vẫn là có ý định lưu cái ấn tượng tốt. Muốn là vị này trang thiếu, là cái sắc lan, cùng lắm thì chính mình thì rời đi nơi này. Lấy bản lãnh của nàng, ở đâu đều có thể kiếm được tiền. Lại nói, những năm này nàng vẫn muốn mở một cái công ty của mình, nếu là thật đụng phải không vừa mắc lão bản, vừa vặn đem lão bản đuổi việc, chính mình đi lập nghiệp. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 12 đột nhiên xuất hiện điện thoại nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio tại quán trà sữa đợi chừng nửa canh giờ lại từ đầu đến cuối không có nhìn đến thu kỳ ngược lại là chờ được một thông điện thoại từ trì tiểu tử này làm sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho mình từ trì là mẫu thân mình bên kia người nhà mẹ đẻ khi còn bé cùng trang tân chơi không sai về sau bởi vì có một lần trang tân sinh bệnh nặng mẫu thân về nhà ngoại vay tiền trang tân bà ngoại cho mình mẫu thân 50.000 khối, dẫn đến người nhà mẹ để một mảnh lời đàm tiếu. Sau cùng càng là ngay trước mẫu thân mình mặc nói ra, bại gia nữ, gã đi còn muốn ngã vào, loại hình, dẫn đến mẫu thân cùng nhà mẹ để suýt nửa náo tách ra. Muốn không phải bà ngoại cùng ông ngoại khuyên can, đã sớm cùng đại di cả đời không qua lại với nhau. Huống chi lúc đó mượn tiền, cũng không phải không trả, một năm rưỡi sau tích lũy đủ tiền, mẫu thân mình cầm 60.000 khối về nhà ngoại, thêm ra tới 10.000 là cho bà ngoại sinh hoạt phí, ngày bình thường mỗi tháng đều sẽ gửi một chút tiền trở về. Đáng tiếc bởi vì sự kiện kia sau đó, bọn họ ngoại trừ trở về nhìn bà ngoại cùng ông ngoại, cũng rất ít thăm người thân. Tân ca, ngươi nhanh trở lại thăm một chút đi, trong nhà đều trở mặt. Từ trì thanh âm có chút lo lắng, còn có thể nghe được trong phòng ồn ào. Chuyện gì xảy ra? Trang Tân có chút không hiểu, cha mẹ mình mang theo nhiều đồ như vậy trở về, cần phải rất hòa thuận mới đúng a à? ai ngươi cũng không phải không biết đại di từ trước đến nay cùng mẫu thân ngươi bất hòa lần này cha mẹ ngươi mang không ít đồ tốt trở về còn đưa ngươi đại di một đôi phỉ thúy vòng tay có thể vừa trở về thời điểm hòa hòa khí khí kết quả ngày thứ hai đại di nhi tử trình phôi thì trọng đi phụ thân ngươi bộ kia bạch ngọc cờ tướng thì liền cha mẹ ngươi vừa làm được thẻ ngân hàng cũng trọng đi làm sao có thể trình phôi điên rồi hả Trang Tân cũng là ngây người, không nghĩ tới khi còn bé xem ra thẳng xấu hổ Trình Phôi, thế mà làm ra loại sự tình này. Này, ngươi là không biết, Trình Phôi hai năm này ở bên ngoài bừa bãi, cũng không biết làm cái gì, nói là làm ăn, thiếu hơn 500 ngàn, một mực không dám về nhà, hai ngày này mới trở về, không nghĩ tới. Được rồi, ta cái này thì trở về xem một chút. Trang Tân cúp điện thoại, sắc mặt có chút phát nặng. Nhà bọn hắn cùng đại di bên kia, từ khi nhà mẹ để cho hắn mượn tiền xem bệnh thì trở mặt lần này thế mà to gan như vậy trọng bạch ngọc cờ tướng không nói liền thẻ ngân hàng đều đánh cắp cũng không biết gia hỏa này có biết hay không thẻ ngân hàng mật mã hy vọng cha mẹ mình không có ngây ngốc nói ra cái này thẻ ngân hàng hẳn là người nhà họ trang cho tiền bên trong tuyệt sẽ không thiếu trong điện thoại lật ra truyền tin phần mềm cho thu kỳ phát cái tin tức để cho nàng tại quảng trường chờ sau đó lại thông tri tiểu hàm, để cho nàng cho Thu Kỳ làm thủ tục. Trang Tân liền trở về bãi đổ xe, mở ra quen ghiếp rời đi tân thế giới quảng trường, hướng quận thành bên ngoài, lục nha huyện thành, lái đi. Tân thế giới quảng trường cửa vào. Thu Kỳ mang theo mấy người tỉ muội lái một chiếc hơn 100.000 xe thương vụ, đi tới bãi đổ xe. Liền gặp được một chiếc quen ghiếp gào thét mà qua. Sở noãn vừa tốt quay đầu, gặp được xe này, nhìn không được kinh ngạc nói. Quen Gitz. Ta đi, hai năm trước ta tại triển lãm xe hơi gặp qua, tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ bị người mua lại rồi? Quen Gitz. Người nói là giá trị 47 triệu chiếc kia. Bạch Hân Hân cũng mở ra cửa sổ xe, ló đầu ra ngoài nhìn. Lúc đó sở noãn trở về, thế nhưng là nói rất lâu. Đừng xem, vẫn là làm chuyện đứng đáng quan trọng, các ngươi nhanh điểm xuống xe, đừng để Trang Tân chờ lâu. Thu Kỳ mở cửa xe ra, cầm lên túi sách của mình, nghĩ đến khi còn bé thổ lộ Trang Tân tràn cảnh, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Rất lâu không gặp hắn, cũng không biết biến đến ra sao. Ô ô u, còn không có cả người đây, liền bắt đầu làm người ta suy nghĩ a à nha. Mấy người tỉ muội nhìn không được đùa nghịch, bất quá vẫn là thức thời xuống xe. Thu Kỳ thì là cầm điện thoại di động nhìn mấy lần, cũng là bãi đậu xe dưới đất không có tín hiệu, không tiếp thu được tin tức. Làm sao lại là các ngươi? Thu kỳ bọn người đang muốn khóa xe, liền gặp được một cái khoảng 40 tuổi mập mạp nữ nhân, theo một chiếc bít bên phía trên đi xuống, bên người còn theo chừng 20 tuổi mặt trắng nhỏ, dài đến loè loè, đi theo mập mạp nữ nhân đằng sau. Gặp được cái này mập mạp nữ nhân, Thu Kỳ chỉ là nhíu nhíu mày, lôi kéo mấy cái tỉ muội bước nhanh hơn. Mập mạp nữ nhân nhìn không được phúng cười nói, khác uổng phí sức lực, tân thế giới bảo an khoa chủ quản là ta biểu thúc, tại nội bộ người quen biết cũng không ít. Coi là nói sớm, liền có thể lấy xuống. Thì các ngươi điểm này tư bản, cũng xứng cùng ta đấu. Mập mạp nữ nhân tên thật, Trương Thúy, lúc còn trẻ dựa vào trên thân thể vị, mở một cái công ty nhỏ, tăng thêm có chút tư sắc, đạt được không ít lão bản trợ giúp, mới làm sinh động. Đáng tiếc về sau nhan sắc suy bại, không có cách nào lôi kéo phú hào về sau, mới bắt đầu đàng hoàng làm ăn, bao dưỡng mấy cái mặt trắng nhỏ. Ngày bình thường hoành không được, vẫn là Thu Kỳ đám người đối thủ một mất một còn. Thu Kỳ, không cần quản hắn, chúng ta trước đi xem một chút. Đúng vậy a, à, nói không chừng ngươi bằng hữu kia, thật sự có quan hệ. Mấy cái tỉ muội bắt đầu trấn an Thu Kỳ. Bất quá Thu Kỳ thần sắc, lại ảm đạm không ít. Mấy năm này, nàng cũng nghe qua trang tân tình huống, biết Trang Tân cũng chỉ là một người bình thường. Lần này tới, nói là muốn cho Trang Tân giúp đỡ, kỳ thật thì là muốn nhìn một chút Trang Tân. Đến mức Tân thế giới cửa hàng sự tình, được hay không được, nàng vốn là nghĩ thoáng. Kết quả bị trương này Thúy nói chuyện, huyên náo tâm lý thẳng không thoải mái. Tốt, chúng ta đi vào đi. Thu kỳ thở dài. Mấy cái tỉ mùi tâm tình cũng bởi vậy biến đến không tốt lắm, kết quả ra bãi đổ xe, điện thoại di động có tín hiệu thu kỳ cũng nhận được trang tân tin tức thế nào trang tân tin tức hắn nói thế nào thu kỳ há to miệng không biết như thế nào mở miệng một lúc sau nàng đưa điện thoại di động đưa cho mình tỉ muội những nữ hài tử này xem xét nhất thời đắng chát cười một tiếng là bởi vì không giải quyết được không dám thấy chúng ta a à, để cho chúng ta ở chỗ này cùng tân thế giới công tác nhân viên gặp mặt chúng ta cũng không biết tới mấy lần muốn là hữu dụng cũng không cần tới thật là cái này trang tân không có chút nào đáng tin không thành công thì không được công chủ yếu là tới cũng không nói một tiếng liền đi chúng nữ tự nhiên nhìn ra được thu kỳ càng nhiều hơn chính là muốn gặp cái này trang tân bọn họ cũng rất tò mò cái này trang tân đến cùng dung mạo ra sao làm cho thu kỳ khăng khăng một mực qua nhiều năm như vậy cũng không gặp Thu Kỳ đã đáp ứng người nào truy cầu, càng không có nửa điểm nói chuyện cưới gã tâm tư. Chỉ có nói lên cái này trang tân thời điểm, mới sẽ lộ ra một chút thẹn thùng. Tốt, đi lên xem một chút đi. Các nàng tiến lên kéo Thu Kỳ, cùng đi đi lên. Đến đều tới, mặc kệ có thể thành công hay không, tổng yếu thử một lần đi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 13 Thanh Mai Trúc Mã nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Làm sao còn chưa tới a? À, ta đều nhanh muốn trám đen. Kim hàm hàm dùng trắng nõn tay ngọc ngăn trở trán của mình, nhìn lấy nóng bỏng mặt trời, có chút oán trách. Trang thiếu cũng thật là làm hại người ta để bộ môn chuẩn bị nửa ngày, kết quả lại không tới. Sau đó cúi đầu xuống, ánh mắt của nàng đảo qua quảng trường, rơi vào sáu cái trên người cô gái. Cái này sáu cái nữ hài, có chút quen mắt a. À có vẻ như tới qua bảy tám lần nhưng hạng mục cũng không phải là cùng nàng nói mà chính là cùng mình một cái thủ hạ chẳng lẽ trang thiếu để cho mình chờ người chính là các nàng các ngươi tốt là trang thiếu để các ngươi tới a à? kim hàm hàm cầm lấy văn kiện bản báo cáo đi tới lục nữ trước mặt thu kỳ cũng là đưa tay ra thật hân hạnh gặp ngươi ta gọi thu kỳ là trang tân để chúng ta tới hai nữ tử cơ hồ cân sức ngang tài đều thuộc về chính phần trở lên mỹ nữ, tự nhiên nhìn không được nhiều dò xét đối phương vài lần. Kim hàm hàm thì là âm thầm nói thầm, khó trách Trang Thiếu để cho ta ở chỗ này chờ, nguyên lai là cái đại mỹ nữ, quả nhiên, kẻ có tiền đều là lão sói vẫy đuôi. Mặt ngoài nàng cũng lộ ra nghề nghiệp tính nụ cười, tò mò hỏi, ngươi cùng Trang Thiếu là quan hệ như thế nào a? À? Cái này, Trang Thiếu liên tục nói hai lần trang thiếu thu kỳ đều có chút mơ hồ trang tân không phải một người bình thường a à, làm sao biến thành trang thiếu rồi có điều nàng vẫn là đàng hoàng mở miệng ta là trang tân đồng học trước kia một trường học sơ trung thời điểm thì quen biết a a a thanh mai trúc mã minh bạch kim hàm hàm làm cái ok thủ thế có chuyện gì ta đều sẽ giải quyết cho ngươi sự tình gì đều có thể thu kỳ càng thêm mơ hồ đánh giá kim hàm hàm cuối cùng ánh mắt rơi vào nàng ngực bài phía trên phó tổng giám đốc kim hàm hàm ngài ngài là tân thế giới thương thành phó tổng giám đốc vẫn là trong thương thành cửa hàng phó tổng giám đốc Ê kim hàm hàm kỳ quái nói trang thiếu không có cùng các ngươi nói a à. không hắn không nói gì thì để cho chúng ta tới tốt à. Không hiểu rõ có tiền lòng người, Kim Hàm Hàm vẫn là rất nhiệt tình chiêu đãi nói. Mời vào bên trong đi, ta nhớ được các ngươi tới qua mấy lần, là muốn thuê cửa hàng phải không? Gần nhất ngược lại là có một vị trí rất tốt, giá cả. Có thể cho các ngươi ưu đãi một chút. Nàng nháy nháy mắt, ông lấy cặp văn kiện, dẫn đầu đi tại phía trước. Lục nữ theo kim hàm hàm, tiến vào quản lý chỗ lầu nhỏ lục nữ cũng rốt cuộc minh bạch vị này cũng không phải cái gì thương thành cửa hàng phó tổng giám đốc mà chính là thương thành quản lý chỗ phó tổng giám đốc ta đi cái này trang tân lai lịch gì a à? thế mà để tân thế giới phó tổng giám đốc tự mình đến nghênh đón chúng ta sở noãn cũng là bị hù dọa tới nhiều lần như vậy bọn họ cũng vẻn vẹn mới chỉ thấy tiếp tân còn có một cái khác nên thành nhân viên quản lý thu kỳ cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc cười khổ nói ta cũng không biết, trang tân hắn. Khi còn bé thì tương đối thần bí. Kỳ thật cũng chỉ có trong nội tâm nàng rõ ràng, trang tân khi còn bé cũng không thần bí, chỉ là so sánh hướng nội, thường xuyên đi một mình, không có bằng hữu, còn luôn bị khi phụ. Thần bí. Tốt a, à, nói không chừng là cái ẩn hình phú nhị đại. Rốt cục, tại kim hàm hàm chỉ huy dưới, chúng nữ đi tới văn phòng. Nhìn thấy kim hàm hàm tiến đến, ngồi đang làm việc chỗ nhân viên quản lý, liền vội vàng đứng lên. Kim tỷ tốt, ngài chạy thế nào trở về rồi? Trang thiếu đâu? Hắn không có tới a. À? Lâm thời có việc, chạy. Kim Hàm Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó gõ bàn một cái nói. Đem gần nhất chính sách ưu đãi lấy ra, cho Thu Kỳ tiểu thư nhìn một chút, ân. Nàng là Trang thiếu giới thiệu qua tới, vẫn là Trang thiếu sơ trung đồng học, thanh mai trúc mã. A. À công tác nhân viên mắt nhìn Thu Kỳ, lập tức nhận ra, cái này tương lai bảy lần không ngừng, lại là trang thiếu thanh mai trúc mã. Nếu như nàng nói trang thiếu tên, đã sớm làm được. Được rồi, ngươi ra ngoài đi, nơi này ta phụ trách. Kim hàm hàm khoát tay áo, tự mình lục tung, rốt cục lấy ra một sấp văn kiện, đưa tới Thu Kỳ trước mặt. Thu Kỳ mở ra xem, bên trong điều lệ, để cho nàng trận mắt hốc mồm. Thế mà. Thế mà cái gì? Ngũ tỷ muội cũng chạy tới thăm dò xem xét, nhất thời trận tròn mắt. Đậu đen rau muống, đầu này trường hợp cũng quá tốt rồi a. À. Bên trong cái gì thuê đầy một năm, giảm miễn 10% tiền thuê. Cái gì tuyên truyền có thể giá thấp hưởng thụ thương thành biển quảng cáo. Cái gì có thể miễn phí thang máy tivi lcd tuyên truyền. Đây chỉ có đỉnh phong nhãn hiệu lớn, mà lại đầu nhập vào đại lượng tiền bạc tập đoàn mới có thể nắm giữ dạng này phúc lợi a. À. Các nàng chỉ là một cái bình thường tiểu tiệm bán quần áo. Ừm. Tuyển cái thứ năm đi, cái thứ năm là tốt nhất. Kim hàm hàm cầm lấy bút, điểm một cái cái thứ năm ưu đãi, chúng nữ xem xét, lập tức nuốt ngụm nước nói. Toàn nghe Kim tỷ an bài, Kim tỷ xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ không khi dễ chúng ta. Hi hi, thẳng biết nói chuyện đây này. Kim hàm hàm cười hiếp mắt lấy ra hợp đồng. Ký cái tên, cửa vào cửa thứ hai mặt, chính là của các ngươi, trước giao phó một năm tiền thuê, ân. Tiền tài chưa đủ lời nói, ta có thể giúp các ngươi trước nâng, nguyên một đám nguyệt cho. Hơn 10 phút về sau, ký xong hợp đồng, rời đi văn phòng. Đến đi ra bên ngoài, sáu cái nữ hài, cảm giác tự như là giống như nằm mơ. U, nhanh như vậy thì đi ra, ha ha, có phải hay không lại bị cự tuyệt. Tại bãi đổ xe chỗ chế dẫu lục nữ mập mạp nữ nhân, cố ý tại cửa ra vào đợi các nàng, Thấy các nàng sau khi ra ngoài, vên váo tự đắc mà nói Chờ ta đi vào đem hợp đồng lấy ra, cho các ngươi nhìn một chút Còn chưa thấy qua tầng thế giới hợp đồng A à. Nói, dẫn mặt trắng nhỏ, khinh miệt đi vào Lục nữ nhìn không được cười trộm Ngươi nói, cái này nữ nhân mập nếu như biết rõ Hợp đồng tại trong tay chúng ta, có thể hay không điên mất Cần phải chơi rất vui A à. Thu Kỳ cũng là bưng kín cái miệng nhỏ nhắn nhìn lấy như đấu thắng công kích, nghênh ngang đi vào mập mạp nữ nhân, đều là cảm khái. Lần này may mắn mà có trang tân, không phải vậy các nàng còn thật lấy không được hợp đồng này. Lục nữ cũng không có lưu lại, cười nói, đi hướng đổ xe địa phương. Một lát sau, văn phòng truyền đến từng đợt thần kinh loạn bên trong thét lên, sau đó mập mạp nữ nhân, trực tiếp bị bảo an chạy ra. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? mập mạp nữ người như bị điên phóng tới bãi đổ xe vừa tốt nhìn thấy lái xe đi ra lục nữ các ngươi sáu cái tiện nữ nhân đến cùng làm cái gì đem hợp đồng trả lại cho ta các ngươi những thứ này gái điếm thúi phi ngươi mới là gái điếm thúi có bản lĩnh lại đi ký một cái hợp đồng hơi lượt thậm chí bạch hân hân còn làm cái mặt quỷ mập mạp nữ nhân nhanh giận điên lên gầm thét lên ta cùng các ngươi không xong dám này ra lão nương góc tường lão nương muốn làm chết các ngươi có loại mở cửa a à, nhìn lão nương không xé nát miệng của các ngươi giả mang nhân chúng ta là xã hội văn minh thanh niên tốt mới không cùng ngươi loại nữ nhân này chấp nhặt. thu kỳ chúng ta đi bạch hân hân đừng đề cập tâm lý nhiều thư thẳng. thu kỳ cũng là mặt mày hớn hở đạp một cước chân ga hướng về bên ngoài phóng đi tâm lý vẫn đang suy nghĩ trang tân rốt cuộc là ai a à? Thế mà dễ dàng như vậy thì giúp các nạn lấy được hợp đồng thế nhưng là vì cái gì hắn không nguyện ý thấy mình đâu thật kỳ quái a à, nghĩ đến xe đã chạy đến mặt đường phía trên nàng mới đưa chính mình thu suy nghĩ lại niệm niệm huynh là cầm vẫn là ngư nha đầu ngốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng ừ. tại sao tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 14 tử trang bắt người nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio trên xe trang tân bấm khúc hồng vân điện thoại 3 giây về sau điện thoại kết nối khúc hồng vân trang thiếu làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta xe lấy được a à? lấy được trang tân gật đầu tiếp tục nói lần này gọi điện thoại cho ngươi là làm phiền ngươi một việc ồ trang thiếu có dặn dò gì cứ mở miệng ừm Trang Tân đem liên quan tới trình phôi sự tình, cùng Khúc Hồng Vân nói xong, Khúc Hồng Vân giận dữ. Không nghĩ tới còn có loại này bại loại, Trang Thiếu yên tâm, cho ta một chút thời gian, ta nhất định cho ngươi tra rõ ràng. Cúp điện thoại, đưa điện thoại di động đặt ở đầu xe. Mấy phút đồng hồ sau, một cái tin tức phát đến phát đến Trang Tân trên điện thoại di động. Hắn dừng xe lại, mở ra xem, thình lình chính là thẻ ngân hàng tiêu phí tin tức. Cái này thẻ ngân hàng, Thẳng là khúc hồng vân cho cha mẹ mình đưa qua, bên trong tin tức, cũng rất dễ dàng tra được. Điều thứ nhất tiêu phí tin tức, là tại một cái trung tâm tắm rửa, cái thứ hai tiêu phí tin tức, rõ ràng là một chỗ cấp cao chỗ ở, tiếp xuống tiêu phí tin tức. Tất cả đều là tại một cái tên là Diệu Tinh Tử Trang Địa Phương. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, quả thực là bỏ ra hơn một triệu. Cái này trình phôi, quả thực cũng là người ngu ngốc. Trang Tân hùng hùng hổ hổ lái xe, rất mau tới đến cuối cùng một cái tiêu phí địa điểm. Dựa theo Khúc Hồng Vân cho tin tức, cái này tiêu phí địa điểm vụn trộm là sòng bạc ngầm, Trịnh phôi những năm này, sợ không phải làm ăn thua lỗ tiền, mà chính là thiếu đánh bạc. Nửa giờ sau, đi tới Diệu Tinh Tử Trang, dựa theo tin tức, Trang Tân theo Tử Trang một cái hành lang, tiến vào một cái vắng vẻ cửa nhỏ. Đi vào về sau, bên trong tràng cảnh, lập tức đại biến. Khắp nơi đều là khói mù lượng lờ, Bốn phía đều là ồn ào dân cờ bạc gào thét. Trang tân liếc một chút, liền thấy ngay tại trước quầy, đổi lấy thẻ đánh bạc trình phôi, bên người còn theo nhiễm tóc đỏ tiểu thái muội vẽ lấy nồng đậm yên huân trang, thấy không rõ bộ dáng lúc trước. Nhanh! Đổi A, à, ngươi do dự cái gì? Số tiền này, không đều là ngươi người nhà sao? Coi như dùng, cũng không có việc gì A. À. Tiểu thái mùi kích động nhảy dựng lên, trong thẻ hơn 40 triệu nàng đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Trình phôi cắn chặt hàm răng, từ khi trộm đi trang đức bạch ngọc cờ tướng, còn có ý bên ngoài biết được thẻ ngân hàng mật mã, hắn liền cầm lấy những vật này chạy, một mực không dám trở về. Ở bên ngoài tiêu sái đã hơn nửa ngày, thậm chí ngay cả vẫn luôn không có đắc thủ tiểu thái mùi, nửa giờ sau còn cùng hắn triền miên. Cũng bởi vì trong thẻ này 40 triệu. Tiền A. À. Đây là hắn 10 đời, đều dãy không đến tiền thì vừa mới ngắn ngủi nửa giờ, hắn thua hơn 700 ngàn, có thể không có chút nào cảm thấy đau lòng. Bởi vì thua tiền, chỉ là chín trâu mất sợi lông. Nhanh, trình phôi. Tiếp tục đổi thẻ đánh bạc, đem vừa mới tiền, thắng trở về. Ngươi đã nói. Thắng thì mua cho ta túi sách, mua quần áo. Tiểu thái mùi dùng lực đem trong tay hắn thẻ ngân hàng, đẩy đi ra. Đổi, đổi một triệu thẻ đánh bạc. Trình phôi hai mắt phát hồng, đã đã mất đi lý trí. Hắn muốn đem vừa mới tiền, tất cả đều thắng trở về. Trang Tân thấy cảnh này, tức giận đến toàn thân phát run. Cái này hỗn đảng, thế mà còn không biết thu liễm, cầm lấy cha mẹ mình thẻ ngân hàng, chạy đến nơi đây đánh bạc. Trình Phôi Trang Tân thanh âm, tại Trình Phôi bên tai nổ lên, Trình Phôi giật mình kêu lên. Trang Trang Tân Trình Phôi mộng bức trang tân là làm sao tìm tới nơi này hắn rõ ràng đã rất cẩn thận trình phôi đem thẻ lấy tới bây giờ lập tức trang tân sắc mặt rét run vì vì cái gì muốn cho ngươi cái này đây là ta gì nhỏ thẻ không phải là của ngươi lại nói ngươi là ta biểu đệ mẹ ngươi là ta gì nhỏ tiêu ít tiền thế nào bất quá là một số không đầu trình phôi chẳng biết xấu hổ cầm lên trên bàn thẻ, giấu vào trong ngực của mình. Nhìn đến không biết xấu hổ như vậy trình phôi, trang tân tức giận cười. Lúc trước mẫu thân mình trở về mượn ít tiền xem bệnh, cái này đại di người một nhà thì cảm giác mình lão mụ là về đi cướp đoạt một dạng, dù là trả cũng không có sắc mặt tốt. Thì sợ mẫu thân hắn lại trở về đòi tiền. Hiện tại lập tức bỏ ra hơn một triệu, lại còn nói thế nào? Huống chi, bị trộm đi bạch ngọc cờ tướng, giá trị 10 triệu đã không cho, ngươi liền đi trong lao cùng những phạm nhân khác nói tốt. Trang Tân lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị gọi. Trộm đi hơn 50 triệu, xuống tràng có thể nghĩ. Trang Tân. Nói thế nào ta đều là biểu ca của ngươi, ngươi đây là muốn làm gì? Trình phô dọa đến chạy tới, đè xuống Trang Tân tay. Cái này muốn là báo cảnh sát, hắn đời này liền xong rồi. Biểu ca. Ngươi còn thật sự cho rằng, ta đối với ngươi có thân tình. Trang tân như là nhìn thằng nóc đồng dạng, hất ra trình phôi tay. Trình phôi nuốt một ngụm nước bọt, đem trong ngực thẻ ngân hàng, nhét vào trong tay hắn. Kẹt ở chỗ này, ngươi. Ngươi liền xem như không có cái gì phát sinh, sự tình trong nhà, trong nhà giải quyết liền tốt. Ồ, Bạch Ngọc cờ tướng đâu? Trang Tân nheo mắt lại. Bạch Ngọc cờ tướng. Đưa, đưa cho A Hái hắn có chút sợ hãi nhìn về phía bên cạnh tiểu thái mùi. cái này tiểu thái muội nghe xong vội vàng hét trầm lên làm gì cờ tướng là hắn đưa cho ta muốn lấy về ngươi nằm mơ đưa người đồ vật không có lấy trở về đạo lý nói tiểu thái mùi thần sắc hốt hoảng liền muốn hướng ra phía ngoài chạy lại bị trang tân một phát bắt được muốn đi ta ngược lại muốn nhìn xem là ngươi nằm mơ vẫn là ta đang nằm mơ làm sao muốn đánh nữ nhân a à, ta lại không có làm sai cái này cờ tướng cũng là trình phôi đưa cho ta ta còn cùng hắn ngủ tiểu thái mùi không chút nào biết xấu hổ cùng thu liễm lý trực khí tráng hướng về phía trang tân hô to trình phôi sinh lo sự tình làm lớn vẻ mặt cầu xin mở miệng trang tân cái kia bạch ngọc cờ tướng còn tại khách sạn trong phòng chìa khóa tại ta chỗ này ta cùng ngươi trở về cầm hừ Trang Tân buông lỏng ra tiểu thái mùi, sắc mặt trở nên khá hơn không ít. Tiểu thái mùi thì là phát điên đồng dạng, một bàn tay tác tại trình phôi trên mặt. Ngươi cái này hỗn đảng, ăn sạch sẽ liền muốn lau miệng, ta nói cho ngươi, ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy, chuyện này, ta sớm muộn cùng các ngươi tính sổ sách. Trình phôi bị quăng một bàn tay, rụt rụt đầu, cũng không dám nhiều lời. Tăng thêm tiểu thái mùi móng tay tương đối dài, trực tiếp tại trình phôi trên mặt lưu lại bốn đạo miệng máu, tróc xuống một tầng thịt, không ngừng chảy máu. Chung quanh đổ khách, đều bị tình cảnh này hấp dẫn, ao ao ôn ao. Trang Tân không để ý đến người nơi này, quay người hướng về bên ngoài rời đi. Hai người quay trở về khách sạn, lấy được bộ kia bạch ngọc cờ tướng. Trang Tân, biểu đệ. Đồ vật đã cho ngươi, chuyện này, có thể hay không tính toán. Trình phôi đem đồ vật trả lại, còn tưởng rằng sự tình cứ như vậy kết thúc. Dù sao nói thế nào, bọn họ đều là thân thích. Trình Phôi lão mụ là Trang Tân mẹ tỷ tỷ, cũng không thể làm hại thân nhân của mình ngồi tù a. À. Tính toán. Cái này muốn nhìn ta phụ mẫu có hay không ngu giận. Trang Tân bắt lấy Trình Phôi cổ áo, trực tiếp nhét vào trong xe, hướng về Lục Nha huyện thành trở về, liên quan tới Trình Phôi sự tình, hắn cũng không tính như thế buông tha hắn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 15 Để Trang Tân quyết định. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio Lục Nha huyện thành, Trang Tân theo con đường chính, tại một cái tầng 4 nhà dân dừng lại. Xe ngừng tại cửa ra vào, rất nhanh đưa tới rất nhiều vây xem. Dù sao xe thể thao như vậy, tại huyện thành nho nhỏ, cơ bản không gặp được. Đây không phải Trang Tân A. Đúng vậy A. Rất lâu không gặp hắn trở về. Một đám hàng xóm chạy tới. Mới đầu Trang Tân phụ mẫu đi nhờ xe tới, còn không có gây nên quá lớn chú ý. Lần này Trang Tân trực tiếp mở một chiếc xe thể thao trở về, lập tức bị vây đến nước chảy không lọt. "Phát đạt a, à, Trang Tân tiểu tử này, trước kia ta thì nhìn hắn cùng người khác không giống nhau." Một cái đại thẩm sờ lên đuôi xe, ánh mắt sáng lên. "A à Tân" còn chưa kết hôn a à, tôn nữ của ta hôm qua vừa trở về. Nhìn vẻ mặt nụ cười, tự hồ có ý đề cử cháu gái đại thẩm, trang tân cười khang một tiếng, nắm lên trình phôi vọt vào lầu nhỏ bốn tầng, nhà bà ngoại mở một cái tiểu dược cửa hàng, ngày bình thường gần như không đóng cửa. Trang tân đi vào về sau, lôi kéo trình phôi, thẳng đến lầu ba. Vừa tới đến đầu bậc thang, liền gặp được dượng, trình viễn. Trình viễn xem xét trang tân lôi kéo chính mình nhi tử tiến đến, thân thể rung lên. Đây là Tiểu Tân a?" Từng Trang Tân chỉ là lạnh lùng nhẹ gật đầu, nâng Trình Phôi tiếp tục đi lên. Trình Viễn đứng tại chỗ, sắc mặt có chút không tốt lắm, cắn chặt hàm răng, một lúc sau, bấm lão bà của mình điện thoại. "Từ bội, ngươi nhanh trở lại thăm một chút đi, ngươi nhi tử bị Trang Tân bắt trở lại, nhìn Trang Tân dáng vẻ, tự hồ không có ý định thiện." "Cái gì?" Trình Phôi bị hắn bắt trở lại rồi không có ý định thiện rồi Hắn coi mình là người nào Nói thế nào ta đều là hắn đại di Trong nhà muốn nói chuyện Cũng là đại nhân định đoạt Đến phiên hắn làm chủ Ta cái này liền trở lại Ngươi chờ ta Mười triệu kéo lấy Không phải vậy lão nương trở về tuyệt không buông tha ngươi Từ bội sắc nhọn thanh âm Gào thét động dạng thở ra Thì liền trình viễn Cũng nhìn không được đưa điện thoại di động dời đi một chút Được rồi ngươi tranh thủ thời gian trở về đi ngươi hướng ta hô có làm được cái gì cái này cũng không phải nhà ta ta có thế thế nào hừ từ bội cúp điện thoại từ bên ngoài hướng trở về trang tân thì là lôi kéo trình phôi đi tới lầu ba cha mẹ của mình còn có ông ngoại bà ngoại đều ở phía trên uống trà trang tân trực tiếp đem trình phôi kéo vào phòng một chân đá ngã trên mặt đất trình phôi ai nha một tiếng đau hít sâu một hơi một cước này cũng không nhẹ. Hắn lộn nhào hướng về bà ngoại bổ nhào qua, kêu khóc nói. Bà ngoại, ngươi nhìn trang tân hắn, quá thô bạo. Biểu đệ của mình từ trì, thì là đứng dậy đi tới trang tân trước mặt. Ngươi nhanh như vậy đem hắn bắt lấy rồi. Ta lúc này mới gọi điện thoại cho ngươi không bao lâu. Ha ha. Trang Tân nhìn ra xa trình phôi cười lạnh một tiếng, sau đó vỗ vỗ từ trì. Không có việc gì, chờ ta xử lý nói xong đem thẻ ngân hàng bạch ngọc cờ tướng còn cho phụ thân của mình trang đức nhìn lấy mất mà được lại đồ vật một ngày này đè ép một hơi rốt cục thư hoãn từ khi bạch ngọc cờ tướng thẻ ngân hàng bị trộm hắn vẫn không nói lời nào cha đồ vật tuy nhiên muốn trở về bất quá trình phôi trộm đồ sự kiện này tuyệt không thể tính như vậy trang tân hiếp mắt lạnh nhạt nói tiểu tân a tân a trình viễn theo dưới lầu chạy tới kéo lại trang tân nói thế nào trình phôi đều là ngươi biểu ca ngàn sai vạn sai đều là chúng ta làm cha mẹ không có giáo dục tốt lại nói tất cả mọi người là người một nhà ngươi nhìn đồ vật đều muốn trở về không bằng coi như xong trở về ta nhất định thật tốt quản giáo hắn đúng vậy a à, tất cả mọi người là người một nhà nói thế nào ta đều là ngươi biểu ca trình phôi trốn ở bà ngoại sau lưng có người nhà chỗ dựa cũng bắt đầu kêu la tính toán ngươi biết hắn trọng đi đồ vật giá trị bao nhiêu tiền a à? trang tân tiếng cười càng lạnh có thể đáng bao nhiêu tiền ta thế nhưng là biết một số ngọc giá cái này cờ tướng nhiều lắm là thì mấy ngàn khối ngươi khác khung ta trinh viễn nói trang tân thì là tức giận cười mấy ngàn khối cái này bạch ngọc cờ tướng ngươi tùy tiện cầm tới một cái chính quy nơi giám định, muốn là ít hơn so với 10 triệu, ta theo họ ngươi, 10 triệu. Ngươi điên rồi. Ngươi còn thật dám mở miệng. Trình viễn sợ choáng váng, cái này một bộ cờ tướng, có thể đáng 10 triệu. Có thể không chỉ chừng này, hắn trọng đi thẻ ngân hàng, bên trong còn có 40 triệu, hắn cầm lấy đi sòng bạc, nửa giờ thua 700 ngàn, tăng thêm còn lấy trước đánh bạc, dùng hơn một triệu còn đem cái kia bạch ngọc cờ tướng đưa cho một nàng tiểu thái muội trình phôi a à, trình phôi ngươi thủ bút thật lớn trang tân đột nhiên vỗ xuống bàn một chữ cuối cùng cơ hồ là hô lên tới dọa đến trốn ở bà ngoại phía sau trình phôi sắc mặt trắng bệch cái này bạch ngọc cờ tướng quả thật giá trị 10 triệu hắn thế mà cầm lấy đi đưa cho một nàng tiểu thái muội hắn cũng cảm thấy mình điên rồi tăng thêm thẻ ngân hàng hơn 50 triệu a, muốn là hình phạt, ngươi cảm thấy phải ngồi tù bao lâu? Trang Tân nói xong, dựa vào vách tường, hai tay ôm ngực. Trình Viễn nuốt một ngụm nước bọt, 50 triệu a. Đây cũng quá có tiền. Vốn cho rằng Trang gia phụ tử là làm chút ít sinh ý, kiếm lời không ít tiền mới trở về Dương Mi thổ khí. Hắn không nghĩ tới. Trang gia phụ tử, thế mà đã đến bọn họ tiếp xúc không thể thành cấp độ. Tiểu Tân a, Tuy nhiên những vật này, giá trị 50 triệu, bất quá đồ vật cũng cầm về, trình phôi nhiều lắm là cũng là cầm hơn một triệu, nhà các ngươi đã có tiền như vậy, những vật này muốn không? Muốn không cho dù rồi. Trình viễn cắn răng hỏi. Tính toán. Năm đó mẹ ta trở về, mượn mấy chục ngàn khối chữa bệnh cho ta, ngươi có thể từng nhớ đến, nhà các ngươi là làm sao đối với chúng ta. Trang Tân cười đến càng ngày càng âm u, trừng lấy trình viễn. Trình Viễn cũng là bị Trang Tân ánh mắt làm cho không biết làm sao, muốn là Trang Tân khăng khăng báo cảnh sát, nhà bọn hắn nhi tử. Nhưng là triệt để không về được. Tiểu Tân. Nói cái gì đó. Thật xa ở phía dưới, ta liền nghe đến ngươi muốn làm nhi tử ta ngồi tù. Đại di từ bội dẫm lên thang lầu, thanh âm lớn đến lạ kỳ, trực tiếp vọt lên, quay đầu nhìn thấy Trang Tân, hai mắt phun lửa. Ta là ngươi đại di. Đây là ngươi dượng cái này là biểu ca của ngươi trên người ngươi giữ lại là chúng ta từ gia huyết ngươi chính là như vậy hội báo người từ gia còn nữa cái nhà này cái gì thời điểm đến phiên ngươi cái này tiểu hài tử làm chủ rồi từ bội dài đến thân hình cao lớn kế thừa ông ngoại huyết thống ngày bình thường làm không ít sống lại như thế vừa đứng ở trên cao nhìn xuống khí thế kinh người từ vân phương ngươi nhìn hắn ngươi nhi tử ngươi cũng mặc kệ quản từ bội mắng còn về sau, chạy tới mẫu thân mình, từ vân phương, bên này. Trang tân chỉ là ở một bên cười lạnh. Từ vân phương há to miệng, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Từ bội nói đúng, dù sao vẫn là người một nhà, muốn là đem trình phôi đưa trong lao, tự hồ có chút quá mức. Huống chi đồ vật đã cầm về. Hắn nhìn về phía chính mình lão đầu, trang đức thì là lườm trang tân liếc một chút. Hai tử lớn, có một số việc, cũng nên để hài tử lo liệu việc nhà làm chủ. Rất rõ ràng, Trang Đức đem quyền quyết định cho Trang Tân. Từ Vân Phương Nhìn nam nhân của ngươi, một chút chuyện nhỏ, còn đang nắm không thả. Từ bội gấp, xem xét Trang Tân cũng là không có ý định thiện, cái này muốn là cho Trang Tân quyết định, còn phải rồi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 16 Khuynh thành quốc tế nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio một chút chuyện nhỏ trang tân giống như cười mà không phải cười cái này muốn không phải chính mình thân thích hắn đã sớm đưa trình phôi đi cục cảnh sát bên trong uống trà bất quá trang tân mỉm cười muốn cho ta không tiếp tục truy cứu sự kiện này cũng không phải không được hắn tự hồ nhã ra nhưng lại là tại vì chuyện kế tiếp làm chuẩn bị ồ ngươi thật không truy cứu từ bội ánh mắt sáng lên, cười nói. Quả nhiên là ta tốt cháu ngoại. Ta còn chưa nói xong. Trang Tân lường trình phôi liếc một chút, tiếp tục nói. Ta có thể không truy cứu chuyện này, bất quá từ nay về sau, ta sẽ không lại cho phép trình phôi tiến vào sản nghiệp của ta. Chỗ lấy nói như vậy, chính là vì tránh cho về sau mẫu thân mình bên tai mềm, đến lúc đó người khác gió thổi bên tai, đem trình phôi an bài tới. Vì cái gì? từ bội ngẩn ra người này ta không yên lòng hắn hôm nay dám trộm đồ ai biết về sau có thể hay không dùng cái kia công ty tiền tài bất quá ngược lại là từ trì trang tân liếc mắt cái này biểu đệ vừa vặn ta nhận thầu một vùng biển chuẩn bị làm cái làng du lịch ngày mai người đến trong thành tìm ta ta an bại cho ngươi một ít chuyện làm thật sao biểu ca quá tốt rồi từ trì không nghĩ tới kinh hỷ tới đột nhiên như vậy trang tân cái này rõ ràng là muốn dìu dắt chính mình a à. trang tân Người sao có thể như thế không công bằng từ bội gấp người sáng suốt đều có thể nhìn ra trang gia phụ tử là phát đạt có thể tùy tiện mua sắm mười triệu bạch ngọc cờ tướng thể ngân hàng còn tùy tiện thả mấy chục triệu người thành tựu có thế thấp tùy tiện mang một dẫn bọn hắn những thứ này thân thích đều có thể phi thăng đầu cành làm phượng hoàng có thể trang tân đây là muốn gãy mất con đường của bọn họ a à tha rằng dìu dắt từ trì cũng không nguyện ý dìu dắt con của mình dựa vào cái gì ta bất công muốn không phải từ trì nói với ta sợ là sự tình này ta còn muốn mơ mơ màng màng ai biết các ngươi có thể hay không sau lưng nói huyên thuyên đến lúc đó ta phụ mẫu một lòng mềm cứ như vậy đi qua nhà các ngươi lúc trước làm được sự tình ta cả một đời cũng sẽ không quên trang tân cười đến càng ngày càng lạnh thậm chí nhìn lấy từ bội ánh mắt đều mang chán ghét ngươi từ trì lại là ngươi đâm thọc ta còn nói tiểu tử này làm sao sẽ trở lại nhanh như vậy may mà khi còn bé ta như thế thương ngươi còn mua quần áo cho ngươi mua quần áo từ trì cũng là bị tức đến ngươi mua cho ta y phục không tệ bất quá là mua một bộ hàng vỉa hè hàng hàng năm đều lấy ra nói một lần bảy năm chỉnh một chút bảy năm bởi vì chuyện này lần nào đến đều nhà ta chiếm món lời nhỏ trở ngại mặt mũi ta phụ mẫu không nói ta cũng sẽ không nể mặt ngươi tốt phản bọn này thằng nhãi con không biết lớn nhỏ được rồi khác nói với hắn nhiều như vậy lãng phí nước bọt trang tân đứng dậy đi tới ông ngoại bà ngoại trước mặt bà ngoại lần này tới vội vàng không mang lễ vật gì lần sau cho các ngài bổ sung không giống với đối đãi từ bội đối ông ngoại bà ngoại trang tân thực chất bên trong đem bọn hắn xem như người thân cận nhất của mình một trong. Lúc trước nếu không phải ông ngoại bà ngoại lực bài chúng nghị, sợ là trang tân đã sớm không có tiền chữa bệnh, in dấu xuống nguyên nhân bệnh. Trở về liền tốt, lễ vật cái gì, chúng ta đều từng tuổi này, cái gì cũng không thiếu. Bà ngoại hiền hòa sờ lên trang tân đầu, vừa mới bọn họ nhị lão cũng không nói gì, thì là muốn cho trang tân tự mình xử lý chuyện này. Cái này từ bội, làm việc càng ngày càng quá phận. Thì liền trình phôi đứa nhỏ này, đều biến thành bộ dáng này. Khi còn bé trình phôi vẫn rất ngoan, có thể về sau từ từ cũng bắt đầu cay nghiệt. Hắc hắc, các ngươi không thiếu, không có nghĩa là ta có thể không mua, lần sau ta nhất định cho các ngài chuẩn bị một số không tưởng tượng được kinh hỷ, bất quá ta còn có việc, muốn trở về một chuyến, các ngươi trong nhà, muốn là thiếu cái gì, không đủ tiền dùng, có thể nói với ta. Trang Tân nói xong, đứng dậy vỗ vỗ từ trì bả vai ngày mai nhớ đến qua đến đưa tin nhà ta ở nơi nào ngươi hẳn phải biết a à. đương nhiên từ trì gật đầu trang tân thì là cùng cha mẹ mình tạm biệt về sau nhìn cũng không nhìn từ bội trình viễn trình phôi ba người phối hợp trời đi ba người tức giận đến nghiến răng cũng không có mặt tiếp tục ở lại đây cùng nhị lão tạm biệt về sau đi thẳng đi ra đến bên ngoài từ bội tức không nhịn nổi Hô! không được không thể cứ tính như vậy hiện tại có tiền vừa muốn đem chúng ta đá một cái bay ra ngoài nhà chúng ta trình phôi không phải liền là xoát bọn họ một chút tiền a à, cái này khoảng một triệu đối với các nàng tới nói liền gãi ngứa ngứa cũng không bằng vậy làm sao bây giờ lại không phải nhà chúng ta tiền khó nói chúng ta còn có thể ăn cướp trắng trợn trình viễn thở dài ngược lại là trình phôi nghĩ đến biện pháp nói có ta nghe nói kẻ có tiền yêu quý nhất danh tiếng ta trước đó nhận biết một nàng tiểu thái muội ca ca hắn tại quận thành rất có thế lực đến lúc đó chúng ta ngay tại trong huyện còn có trong thành chửi bới bọn họ xảo trá một bút ít nhất ít nhất phải cho một triệu một triệu này làm sao đủ muốn ta cảm thấy thì hỏi bọn hắn muốn hai triệu từ bội trừng lớn hai mắt nắm chặt quyền đầu hai triệu a muốn là lấy vào tay tiết kiệm một chút đầy đủ bọn họ hoa cả đời tốt cứ dựa theo lão mụ nói tính toán trình phôi liếm miệng một cái lấy điện thoại di động ra đi liên hệ trước đó tiểu thái mùi trang tân bên này khu xe rời đi huyện thành thì cho thu kỳ phát cái tin tức cửa hàng sự tình thế nào ngay tại nhà kho bận rộn thu kỳ nghe được điện thoại di động thanh âm cầm lên xem xét là trang tân gửi tới lập tức ngừng lại trong tay sống Đỏ mặt dùng từ âm trả lời. Đã làm được, còn có ưu đãi, cảm ơn ngươi đâu, Trang Tân. Giọng nói. Trang Tân nghe điện thoại di động bên trong truyền tới thanh âm ngọt ngào, lộ ra vẻ hồi ức. So sánh sơ trung thời điểm, cô gái nhỏ này thanh âm mê người hơn. Ký hợp đồng liền tốt, buổi trưa Lâm thời có việc, cho nên không có cùng các ngươi đi vào, sẽ không trách ta chứ. Làm sao lại thế? Muốn không phải ngươi chúng ta bây giờ đừng nói cửa hàng, sợ là liền quản lý đều không gặp được. Đúng, ta nói qua mời ngươi ăn cơm, ngươi. Cái gì thời điểm có rảnh? Thu Kỳ còn là lần đầu tiên chủ động mời nam sinh ăn cơm, đầu này giọng nói tiếng nói, tự như là con mũi một dạng. Trang Tân không khỏi có chút buồn cười. Đêm mai đi, hôm nay chạy tới chạy lui, có chút mệt mỏi. Ừm, vậy được rồi, buổi tối ngày mai, ta chọn tốt địa phương, cho ngươi gửi tin tức. Được. Nhốt xã giao phần mềm, Trang Tân rất nhanh lái xe về tới quận thành. Tùy tiện tuyển cái địa phương, ăn chút gì, hắn nhưng chợt nhớ tới đến, có vẻ như từ khi sau khi tỉnh lại, hắn liền không có đi gặp qua vị hôn thê của mình. Nghe nói cái này, nhiếp hàng nhi chẳng những là quận thành có tên thương nghiệp kỳ tài, vẫn là bị quận thành báo chiều đánh giá vì quận thành tam đại mỹ nữ đứng đầu. Tiện tay cho Khúc Hồng Vân phát cái tin nhắn, hỏi rõ ràng nhiếp hàng nhi công ty vị trí về sau trang tân đi tới khuynh thành quốc tế nghe nói nhiếp hàng nhi là dựa vào đồ trang điểm lập nghiệp về sau lan tràn đến có quan hệ với nữ nhân tất cả nhãn hiệu ngành nghề hiện tại khuynh thành quốc tế đã không chỉ là bán đồ trang điểm mà là trở thành một cái quái vật khổng lồ bên trong bao gồm y phục đồ trang sức túi sách một hệ liệt sản phẩm lại tại quận thành nhất là nổi danh dừng xe xong sau khi xuống tới trang tân ngẩng đầu nhìn trước mắt nhà cao tầng, còn có lối vào một cái tảng đá lớn điêu khắc, khuynh thành quốc tế, không khỏi cảm khái, chính mình vị hôn thê nơi này, thật đúng là to lớn a, à, tại áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 17. Ta tự đánh mình điện thoại. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Xin hỏi, ngài tìm ai? Khuynh thành quốc tế đi vào về sau, là chiêu đại sảnh, nơi này nghe nói toàn bộ khu đều là khuynh thành quốc tế địa phương trọn vẹn thất tòa nhà cao ốc, bao gồm nhân viên túc xá, phòng hội nghị, cùng mỗi cái bộ môn. Cộng thêm đối diện mấy cái khu xưởng, cũng là khuynh thành quốc tế mua đất trống sau khai phát. Ta tìm nhiếp hàng nhi. Trang tân lộ ra nụ cười ấm áp. Bản thân hắn thì dài đến thật đẹp trai, về sau đạt được chung cực thuật cận chiến, dáng người càng là hoàng mỹ, thân cao cũng tăng lên không ít, để tiếp tân tiểu mùi mùi sắc mặt ửng đỏ ngươi tìm chủ tịch a hiện tại chính đang họp chủ tịch sợ là không có thời gian mà lại ngươi muốn gặp chủ tịch muốn sớm hẹn trước tốt a ta tự đánh mình điện thoại cho nàng trang tân nhún vai tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống do dự một hồi thì cho khúc hồng vân lại phát một cái tin tức hỏi rõ ràng nhiếp hàng nhi số điện thoại cách đó không xa còn lại phòng trước chiêu đãi đều hiếu kỳ dò xét trang tân hắn là tìm đến người a đẹp trai như vậy tiểu ca ca trước kia chưa thấy qua a đúng vậy a công ty hợp tác đồng bọn thường xuyên đến ta đều nhớ cũng là đối cái này đẹp trai một chút tiểu ca ca không có ấn tượng hắn có lưu lại số điện thoại a nhớ qua truy hắn trước đó tiếp đãi trang tân nữ hài kia lắc đầu hắn là đến triệu chủ tịch cũng không có để lại số điện thoại ta nói với hắn muốn hẹn trước hắn liền nói muốn gọi điện thoại cho chủ tịch gọi điện thoại cho chủ tịch lúc này hắn điên rồi chúng nữ giật nảy mình mỗi cái thứ sáu buổi chiều là khuynh thành quốc tế cao tầng khai hội thời gian đây là mọi người chung nhận thức lúc này không người nào dám gọi điện thoại cho chủ tịch trước kia ngược lại là có cái khách hàng lớn thường xuyên đến thì gọi điện thoại thậm chí lúc họp cũng nhiều lần không lo lắng hậu quả kết quả đây mấy lần sau đó nhiếp hàng nhi trực tiếp giải trừ cùng công ty này hợp tác thì liền chỗ có liên quan sản nghiệp đều đoạn tuyệt lui tới. Công ty này thả ra hào ngôn, muốn nhiếp hàng nhi đẹp mắt, sau đã tới 3 tháng, công ty này trực tiếp đảo bế. Tuy nhiên không có người biết là chuyện gì xảy ra, có thể tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, khẳng định là chủ tịch xuất thủ. Từ đó về sau, liền không có người còn dám thứ sáu buổi chiều gọi điện thoại cho chủ tịch. Dù là nhiếp hàng nhi tại khoảng thời gian này, phần lớn thời gian đều tắt máy. Khuynh thành quốc tế, phòng họp. Nhíp hàng nhi một thân màu lam nhạt váy dài, cầm trong tay một cây bút, chỉ hình chiếu phía trên một cái màu đỏ điểm. Vị trí này, đã nói với các ngươi qua rất nhiều lần, bên trong đều là một số kẻ có tiền, muốn cũng là phục vụ. Kết quả mỗi lần đều náo ra tai vạ, trong này công tác nhân viên huấn luyện đều làm không công phải không? Lần này trực tiếp náo lên tin tức. Phía dưới cả đám, cầm như hến. Tất cả mọi người lựa chọn trầm mặt, chỉ có cái này phiến khu quản lý, kiên trì đứng lên. Chủ tịch Cái này không trách chúng ta, là khách nhân kia hung hăng càng quấy, rõ ràng cũng là đến gây chuyện. Hừ, nháo sự Ta làm sao nghe nói, là bởi vì cái này khách nhân, cùng ngươi có tư nhân ân oán. Nhíp hàng nhi ánh mắt rét run, liếc qua người này. Ta Khu vực quản lý cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, khổ sở nói xác thực cùng ta có quan hệ, cái này cái khách nhân, là một cái bị giải trừ hợp đồng cung hóa công ty, bởi vì ta cự tuyệt bọn họ hợp tác, thường xuyên phái người qua tới quấy rối. Phái người quấy rối. Vì cái gì hiện tại mới nói cho ta biết. Nhíp hàng nhiên ngón tay ngọc hơi hơi dùng lực, nắm cái kia hắc bút. Khu vực quản lý thở dài. Ta cho là bọn họ chỉ là nổi nóng, một hai lần liền đi qua, ai biết bọn họ không dứt. Ồ, được, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ phái người xử lý. Lời còn chưa dứt, liền nghe đến một đạo to rõ tiếng chuông, tại phòng họp vang lên. Nhíp hàng nhi nhíu mày cúi đầu, mắt nhìn điện thoại di động của mình, là một cái mã số xa lạ. Cái này không khỏi để sắc mặt nàng càng khó coi hơn. Người phía dưới, cũng là hai mặt nhìn nhau. Người nào to gan như vậy, lúc này, cho chủ tịch gọi điện thoại. Chán sống thậm chí có ít người đã bắt đầu cười trộm, chờ lấy xem kịch vui. Lần trước người làm như vậy, công ty đều đã đảo bế. Nhíp hàng nhi cầm lên điện thoại di động, nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp cúp máy. Dựa theo trước kia thông lệ, nàng đều sẽ đưa điện thoại di động tắt máy. Bất quá lần này bởi vì trong nhà một ít chuyện, cần đưa điện thoại di động bảo trì thông suốt, cho nên mới không có đóng máy. Trong nhà hắn dãy số đều có đánh dấu, tuyệt sẽ không biểu hiện là lẫm điện báo nói cách khác cái số này cũng không phải là trong nhà đánh tới chúng ta tiếp tục cúp điện thoại nhíp hàng nhi cầm viết lên kết quả vừa giơ tay lên bút điểm tới một cái phiến khu điện thoại lại vang lên nhíp hàng nhi sắc mặt trầm hơn nước mắt hơi hơi ngưng tụ nhận nghe điện thoại uy ta là trang tân ai ngươi là nhíp hàng nhi a bên kia thanh âm có vẻ hơi chần chờ tự hồ cũng không xác định có phải hay không nhiếp hàng nhi nghe được cái thanh âm này còn nổi danh chữ nhiếp hàng nhi sắc mặt trong nháy mắt nhu hòa không ít trên mặt băng sương biến mất khôi phục bình thường là ta tìm ta có việc a a a không có việc gì cũng là nghe nói trước đó là ngươi đã cứu ta cố ý ghé thăm ngươi một chút ta thì tại trước đài nơi này muốn là ngươi không dễ dàng ta hôm nào lại đến Trang Tân Thanh âm mang theo ý cười. Thuận tiện. Đơn giản hai chữ. Không có có lời thừa thải, nhíp hàng nhi cúp điện thoại. Sau đó liếc mắt mọi người, một giọng nói tan hợp tự mình đi ra ngoài. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều là kinh ngạc nói không ra lời. Ngày bình thường nhiếp hàng nhi kiên kỵ nhất người khác tại lúc họp quấy rầy, cái này muốn là trước kia. Nhíp hàng nhi sắc mặt chắc chắn sẽ không đẹp mắt nhưng lần này lại là thường an tĩnh không có nửa điểm tức giận liền liên tiếp điện thoại thời điểm thanh âm đều mềm mại mấy phần nhiếp tổng đây là khu vực quản lý nuốt một ngụm nước bọt tràn đầy thật không thể tin các ngươi nói sẽ là ai cho nhiếp tổng gọi điện thoại thế mà trực tiếp giải tán chưa từng có tình huống như vậy đúng vậy a à, ta cũng rất tò mò thế mà để nhiếp tổng liền sẽ đều không mở một đám người sau khi hết khiếp sợ cũng bắt đầu suy đoán điện thoại tới chính là người nào khác đoán ta nghe nói gần nhất công ty tiếp một cái tỉnh ngoài đơn đặt hàng lớn các ngươi cũng biết nhiếp tổng có ý đem tập đoàn danh tiếng đánh đi ra khuếch trương đại quy mô có lẽ cũng là tỉnh ngoài người tới cũng đúng ngoại trừ lời giải thích này ta thực sự không nghĩ ra được còn có ai có thế có bản sự này một đám người nhẹ gật đầu cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc tan học đến mức gọi điện thoại người. Lúc này đang ngồi ở phòng trước, bắt chéo hai chân, cầm trong tay một chén tiếp tân xong cà phê, một ngụm lại một ngụm uống vào. Thực sự chờ nhàm chán, thì lấy điện thoại di động ra soát nhỏ video. Tiếp tân nữ hài, thì là thỉnh thoảng ánh mắt thổi qua đến, thậm chí có một hai cái gan lớn nữ hài, đã qua đến hỏi trang tân muốn số điện thoại. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 18 100 triệu. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lối đi nhỏ miệng, dáng người cao gầy nhiếp hàng nhi, theo giữa thang máy đi tới. Làm một cái thương nghiệp kỳ tại, trưởng khống giả vô số sản nghiệp. Nàng đồng thời cũng là vô số nam nhân tha thiết ước mơ đối tượng. Lãnh diễm ăn mặc, cầm trong tay một sắp văn kiện, tóc dài đen nhánh giống như thác nước vẫy xuống, đi tới gần, thậm chí có thể nghe thấy được một cổ hương phong. Trang Tân quay đầu lại, liền thấy khuôn mặt thanh lãnh nhiếp hàng nhi, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Ngươi tốt, lần thứ nhất gặp mặt, ngươi so với ta trong tưởng tượng xinh đẹp hơn. Trang Tân thu hồi điện thoại di động, đứng lên, vươn tay ra, không thấp hèn không lên tiếng. Dù là trước mắt vị này là quận thành danh tiếng vang xa thương nghiệp lão đại. Ngươi xác thực là lần đầu tiên gặp ta. Nhiếp hàng nhi khẽ gật đầu, có điều nàng lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy Trang Tân. Một chút yên tĩnh sau đó, nhiếp hàn nhi đi đến trang tân đối diện ngồi xuống. Cách đó không xa, tiếp tân tiểu mỹ nữ, vội vàng tới hỏi thăm nhiếp hàng nhi muốn uống gì, bất quá nhiếp hàng nhi lại khoát tay cự tuyệt, chỉ là để vị này tiểu mỹ nữ, cho nàng cầm một bình nước khoáng về sau, bắt đầu dò xét trang tân. Người năm nay, vừa tốt 20 tuổi a. À? Ừ. Trang tân cười nói. Ngươi so với ta lớn hơn ba tuổi, ta nghe nói ta xác thực lớn hơn ngươi ba tuổi. Nói đi, ngươi hôm nay tới tìm ta, có chuyện gì? Cũng không có gì, cũng là cảm thấy thân là vị hôn phu của ngươi, ta thậm chí đều chưa thấy qua ngươi, có chút không còn gì để nói, cho nên cố ý tới xem một chút. Trang Tân vuốt vuốt cái mũi. Nhíp hàng nhi, bây giờ thấy rồi. Thấy được, không qua. Ngươi tự hồ rất không chào đón ta. Trang Tân nhìn lấy nhíp hàng nhi lạnh khóc mặt, có chút bất đắc dĩ ngươi suy nghĩ nhiều ta đối với người nào đều như vậy bao quát ta phụ mẫu nhiếp hàn nhi tiếp tục nói nếu như ngươi chỉ là muốn tới xem một chút ta hiện tại ngươi thì có thể đi về ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm còn có nếu như ngươi cảm giác cho chúng ta có một ngày kết hôn thì có thể muốn làm gì thì làm có lẽ ngươi sẽ thất vọng ta và các ngươi gia tộc quan hệ thông gia chỉ là theo như nhu cầu đương nhiên Nhíp Hàng Nhi nói những thứ này, cũng không phải là cũng là chán ghét Trang Tân. Chỉ là nàng người này cứ như vậy, dù là ngày sau kết hôn, mặc kệ là trong nhà, vẫn là tại bên ngoài đều cần nàng định đoạt. Mặt mũi, nhíp Hàng Nhi sẽ cho, bất quá muốn Trang Tân hiểu được thức thời. Ta biết. Trang Tân nhúng nhúng, không nói thêm gì nữa. Lần này tới, chủ yếu cũng là tiếp xúc một chút nhíp Hàng Nhi, dù sao mình còn có cái nhiệm vụ liên quan tới nhíp Hàng Nhi nữ nhân này phòng bị tâm rất mạnh trang tân muốn hoàn thành nhiệm vụ còn cần một cái quá trình khá dài ừm tuy nhiên ngươi chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân cùng ta quan hệ thông gia nhưng không trở ngại chúng ta nhận thức lại một cái đi lại nói ta tới nơi này kỳ thật còn có một chuyện ngươi hẳn là cũng biết gia tộc cho ta một mảnh đất trống cùng một mảnh bãi cát ta muốn đem đất trống bán cho ngươi không biết ngươi cảm giác không có hứng thú trang tân bỗng nhiên mở miệng tâm lý lại có những tính toán khác. Hệ thống chỉ nói để hắn kiếm lời ít nhất 50 triệu, lại không nói không thể đem đất trống bán đi. Theo trên hợp đồng viết, mảnh đất này mua sắm chỉ tốn 15 triệu, hiện tại giá trị tăng gấp bội. Có thể bán 80 triệu hai bên, nếu là 80 triệu bán đi, đất này gia có phải hay không thì kiếm lời 65 triệu. Bán địa gia. Nhíp hàng nhi cổ quái nhìn lấy hắn. Ngươi có biết hay không, mảnh đất này, Ngươi muốn thì nguyện ý bán, bao nhiêu người đoạt phá đầu lâu đều muốn bắt lại. Lúc trước ngươi gia tộc, thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Không quan trọng, ngươi cũng không nên cảm thấy ta là đang giúp ngươi, coi như ngươi không muốn, khả năng ngày mai, ngày mốt ta cũng sẽ bán đi. Trang Tân cười nói. Nhíp hàng nhi thì là nhìn Trang Tân rất lâu, xác định không phải nói đùa về sau, thở ra một miệng lan hương. Ta thực sự không nghĩ tới ngươi thế mà lại đem mảnh đất này bán ta tự hồ có chút biết ngươi gia tộc vì cái gì hoa lớn như vậy đại giới cũng muốn để cho ta gả cho ngươi ồ tự hồ nhìn ra nhiếp hàng nhi chăm chọc bất quá trang tân lại không có giải thích được rồi ngươi muốn bán ta thì mua bất quá ta muốn hỏi nhiều một câu bán mảnh đất này số tiền kia ngươi dự định cầm tới làm cái gì Từng! làm cái gì trang tân còn chưa nghĩ ra miệng trả lời. Tại Bích Nguyệt Vịnh bãi cát xây cái du lịch cùng vui đùa một thể tị thử sơn trang. Nhiếp hàng nhi nghe vậy, tinh xảo lông mày nhăn lại, có chút thất vọng lắc đầu. Được rồi, chính ngươi nhìn lấy làm, tiền ta trực tiếp gọi cho ngươi, giá thị trường 80 triệu, bất quá lấy mảnh đất này giá trị, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. 100 triệu, ta lập tức khiến người ta cho ngươi đánh tới. Trang Tân cười lưu lại thẻ ngân hàng số, có thể cho nhiều một chút tiền, chẳng lẽ còn không vui. Nhíp hàng nhi thì là đi cùng bí thuật nói vài câu, sau 10 phút, Trang Tân lập tức nhận được một cái tin nhắn ngắn. 100 triệu, tới sổ. Tốc độ này, còn thật nhanh. Cũng theo cái này 100 triệu tới sổ, Trang Tân trước mắt, rốt cục xuất hiện nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Kiếm lấy 50 triệu nhiệm vụ, thành công. Ý nghĩ của mình cũng không sai chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ 1, thu hoạch được bối cảnh đấu thị tối thần bí đại cổ đông, hệ thống kỹ năng, cổ phiếu dự đoán. Đinh, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ lần thứ nhất, khen thưởng thần cấp tỷ thử sơn trang kiến tạo bản vẽ một trương. Hoàn thành nhiệm vụ, thu được một cái bối cảnh, cùng một cái kỹ năng, cộng thêm một tấm ảnh giấy, trang tân rốt cục lộ ra nụ cười. Liếc mắt nhiếp hàng nhi rời đi phương hướng, không có tại tiếp tục tự chuốt nhục nhã, tự mình rời đi khuynh thành quốc tế trang tân chân trước vừa rời đi nhíp hàng nhi thì xuất hiện ở lầu hai tay vịn bên cạnh bên người còn theo một cái tóc quăng màu vàng kim mặc lấy màu tím váy dài dáng người bốc lửa lại mang theo màu đen kín trăm mỹ nữ nhiều hứng thú nhìn qua rời đi trang tân vừa mới ta cái này đệ đệ cùng ngươi nói cái gì trang nhược Hinh lấy ra một bao dài nhỏ nữ tính thuốc lá xuất ra một cái nhen nhóm mang theo nhàn nhạc, nhạc bạc hà vị nhíp hàng nhi dựa vào sau lưng tay vịn đùa bẩn trong tay hắt bút, bình tĩnh mở miệng. Hắn đem các ngươi gia tộc cho đất trống, bán cho ta, còn muốn tại Bích Nguyệt Vịnh Bãi Cát, xây một cái du lịch vui đùa một thể tỷ thử sơn trang. Trang Nhược Hinh vốn là mỉm cười mặt, lập tức thì cứng đờ, thì liền hút vào trong miệng thuốc lá, đều quên phun ra, một lúc sau, diễn biến thành ho kịch liệt, Đức Quảng nói. Hắn. Bán. Bao nhiêu? Một trăm triệu. Cái gì? mới 100 triệu. Tên phá của này. Đám kia đồ cổ, thì làm cái này mặt hàng đến chấn hưng gia tộc. Ta thực tại không hiểu, nữ hài chẳng lẽ thì nhất định so nam hài kém. Trang Nhược Hinh tức giận đến nghiến răng. Ngược lại là nhiếp hàng nhi lắc đầu. Ngươi không hiểu, trong mắt bọn hắn, nữ nhân cuối cùng phải gả ra ngoài, đến lúc đó không có người sẽ nguyện ý mấy cái bối người tâm huyết, giao cho một ngoại nhân. Đạo lý Trang Nhược Hinh đều hiểu, nàng chỉ là giận. Dựa theo trang tân cái này buôn bán pháp, gia tộc sớm muộn muốn bị bại quan. Du lịch vui đùa một thể tỷ thử sơn trang, ha ha. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ở cái này công nghiệp hưng thịnh, cơ hội không có danh làm thắng cảnh quận thành, hắn làm sao hấp dẫn du khách. Vẹn vẹn dựa vào người địa phương, căn bản là không có cách chèo chống một cái tỷ thử sơn trang chi tiêu. Trang nhược hinh cười lạnh. nhiếp hàng nhi, nghe nói, các ngươi gia tộc cho hắn thiết lập khảo nghiệm không tệ năm năm trong vòng năm năm hắn như không cách nào làm ra nhất định thành tựu trong gia tộc đám kia lão già kia thì sẽ buông tha cho hắn ồ được rồi không nói cái này buổi tối đi luyện quyền a rất lâu không có tập thể dục ta lại muốn cùng ngươi đánh một trận ta ngày ngày đều đi chỉ là ngươi lười ha ha ta làm sao lười rồi ta chỉ là tương đối bận rộn khác đến lúc đó bị ta cái này không thường thường tập thể dục nữa vời đánh ngã. Nhíp hàng nhi lường nàng liếc một chút, bình tĩnh nói. Không có thu qua. Ta con mẹ nó. Trang Nhược Hinh đem đầu mẫu thuốc lá ném một cái, vén lên tay áo. Nhíp hàng nhi thì là không để ý tới nàng, tự mình một người trở về văn phòng. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư. Nhà đầu ngốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừ. Tại sao? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 19 tỳ thử Sơn Trang Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tiên sinh Ngài khỏe chứ, ta là quốc Mỹ câu lạc bộ thể hình tiêu thụ. Xin hỏi, ngài có hay không tập thể dục hứng thú? Vừa đi ra khuynh thành quốc tế, một cái 17-18 tuổi nữ hài tử, thì đỏ mặt, đem một trương câu lạc bộ thể hình truyền đơn nhét vào trong tay hắn tập thể dục cái này ngược lại là có thể làm cái hội viên tuy nhiên hệ thống cho hắn cường kiện thể phách còn có thuật cận chiến có thể nếu là mình không có cố mà trân quý dần già thân thể cũng sẽ từ từ suy yếu có thể a à, các ngươi câu lạc bộ thể hình ở nơi nào có thời gian ta phải cái hội viên trang tân hỏi rõ ràng địa chỉ còn tăng thêm cô gái này xã giao tài khoản thì rời khỏi nơi này về đến trong nhà tùy tiện nấu ít đồ ăn trang tân tắm rửa sau đó ngã đầu đi ngủ chạy một ngày hắn là thật cảm thấy mỏi mệt sáng sớm hôm sau sau khi rời giường trang tân bấm khúc hồng vân điện thoại ta muốn đi xem cái kia phiến hải vực ngươi có rảnh hay không bồi ta đi ra ngoài một chuyến khúc hồng vân đáp ứng lập tức xuống tới tốt trang thiếu có ý nghĩ này ta đương nhiên phụng bồi ngươi về sau có cái gì không hiểu đều có thể hỏi ta ừm ta chờ ngươi cúp điện thoại trang tân đi xuống lầu vừa ngồi lên xe thể thao của mình liền gặp được mấy cái đi ngang qua bác gái đối với mình chỉ rõ thấy được a à, đây chính là cái kia lão trang nhi tử a à, ai không nghĩ tới làm việc như thế tuyệt ngay cả mình thân thích đều kém chút đưa vào trong lao đúng vậy a à, chính mình phát đạt còn chưa tính không chiếu cố người trong nhà ngược lại là như thế cay nghiệt mấy người đi tới nhưng là nói lời trang tân lại tất cả đều nghe thấy được cái này không khỏi để hắn nhíu mày liên quan tới trình phôi sự tình hôm qua mới phát sinh làm sao hôm nay tại nhà mình phụ cận thì có người biết không chỉ là mấy người này bác gái thì liền trang tân đi tới một cái nhà hàng hút cháo bà chủ đều cùng tiểu nhị ở một bên thì thào nói nhỏ ngắn ngủi một ngày thời gian chuyện ngày hôm qua đã mọi người đều biết cái này rất không bình thường trong nhà hắn sự tình, cha mẹ mình lại không trở về, những người này là làm sao mà biết được. Không cần nghĩ, khẳng định có người dở trò quỷ. Cái này dở trò quỷ người, ngoài trừ trình gia phụ tử còn có chính mình đại di, tuyệt đối không có những người khác. Tân ca. Đang uống cháo trang tân, liền gặp được từ trì từ bên ngoài chạy vào. Ta vứa qua tới, thật xa ta đã nhìn thấy xe của ngươi, ta một đoán cũng là ngươi. Sớm như vậy. Trang Tân hơi kinh ngạc, hiện tại mới 8.30, liền xem như dựng sớm xe tuyến, cũng tới không được nhanh như vậy. Này, ta tối hôm qua lại tới, tại phụ cận thuê một gian phòng, sợ quấy rầy ngươi thì không có điện thoại cho ngươi. Bất quá! Ta vừa mới đi trên đường, nghe được thật nhiều người đều đang đàm luận ngươi. Từ trì ngồi ở Trang Tân bên người, thăm dò nói. Ta còn phát hiện, mặt đất có không ít tiểu truyền đơn, ngươi nhìn đem một tờ truyền đơn đưa tới trang tân trong tay hắn mở ra xem tất cả đều là các loại nói xấu trang tân đem hôm qua tại nhà bà ngoại sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần lại không có nói trình phôi trọng thẻ ngân hàng bạch ngọc cờ tướng sự tình thì liền lúc trước mẫu thân mình trở về chuyện mượn tiền đều sơ lược đem hắn miêu tả thành một cái chanh chua không có lương tâm người càng là luôn miệng nói năm đó là bọn họ nhà mẹ để vay tiền để trang tân có thể có tiền chữa bệnh nếu không năm đó Trang Tân liền chết. Có ý tứ. Ta ngược lại thật ra thành cái kia người vong ân phụ nghĩa. Trang Tân cười đến có chút lạnh, không nghĩ tới đại di cùng trình gia phụ tử, thế mà cùng chính mình làm trò này, thật coi hắn là bùng nặng không có nửa điểm tính khí. Không đợi hắn để xuống truyền đơn, thì nhận được mấy cái tin nhắn ngắn. Trang Tân, lão nương nói cho ngươi, đừng tưởng rằng phát đạt, liền có thể không công bằng vứt xuống ta cái này đại di nhà ta trình phôi không phải không bản sự, mà chính là không có phát huy bình đại, hoặc là ngươi cho hai triệu, để cho ta nhà trình phôi ra ngoài làm ăn, hoặc là để cho chúng ta nhà trình phôi đến ngươi công ty, làm một người tổng giám đốc cái gì, không phải vậy về sau để ngươi mẹ cùng cha ngươi, khác về chúng ta cái này nhà mẹ đẻ. Có nghe hay không? Lão nương nói chuyện với ngươi, chớ cùng ta giả câm. Từ bội tin nhắn, một đầu tiếp lấy một đầu. Trang Tân hiếp mắt, đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn không nói một lời tại sao không nói chuyện không nói lời nào là được rồi đừng cho là ta sẽ như vậy được rồi dựa vào cái gì hắn từ trì liền có thể cùng ngươi đi qua làm việc nhi tử ta lại không được ngươi hôm nay nhất định phải cho ta cái lời rõ ràng nói đủ trang tân hiếp mắt trả lời một câu mười mấy giây sau tin nhắn lại tới không có nói đầy đủ hoặc là cho nhi tử ta hai triệu làm ăn hoặc là để hắn cùng ngươi đi qua cái này hai triệu ta cũng không lấy không ngươi liền xem như ta mượn xuống về sau nhi tử ta làm ăn thành công thì còn cho ngươi nói lời này từ bội chính mình cũng không tin đến lúc đó liền xem như viết phiếu nợ cũng là viết tên của nàng về sau trang tân nếu là dám đến đòi tiền nàng thì lại lấy nắm hắn cái vài chục năm dù sao nàng chỉ nửa bước đều bước vào quan tài ngồi tù cũng không sợ. Đừng nói là hai triệu, liền xem như một cái con, ta cũng sẽ không cho các ngươi. Từ bội, ta thật sự là không hiểu, trên thế giới tại sao có thể có loại người như ngươi. Trước kia nhìn nhỏ video, các loại không não nữ nhân, Trang Tân chỉ là cười một tiếng mà qua. Chờ loại này ngu ngốc thật xuất hiện tại bên cạnh mình, Trang Tân thật liền mắng đều chẳng muốn mắng. Tốt tốt tốt, Trang Tân, ngươi vô tình, đừng trách ta vô nghĩa nhìn đến cái này một đầu cuối cùng tin nhắn, Trang Tân trực tiếp đem nàng kéo hắt, sắc mặt lạnh phát nặng. Cái này từ bội, còn thật lấy chính mình coi ra gì rồi. Biểu ca, làm sao bây giờ? Tiếp tục như thế, thanh danh của ngươi thì xấu. Điện thoại di động thả trên bàn, từ trì tự nhiên cũng nhìn thấy vừa mới nội dung tin nhắn, đối với cái này vô sĩ đại di, hắn cũng là cực kỳ thống hận. Tông tép nhảy nhép thôi, ta trước dẫn ngươi đi an bài công tác, sự kiện này không vội trang tân cho cháu tiền mang theo từ trì lên xe của mình đến mức ven đường tin đồn hắn căn bản liền không có coi là chuyện đáng kể nửa giờ sau bích nguyệt vịnh bãi biển trang tân gặp được khúc hồng vân gia hỏa này đã sớm tới một mực chờ lấy trang tân trang thiếu khúc hồng vân cười đi tới chỉ sau lưng mảnh này bãi cát cùng vùng biến từ nơi này làm trung tâm chung quanh một cây số toàn là của ngài nơi này trước kia đã sớm có người muốn khai phát đáng tiếc một mực xét duyệt xuống tới cũng là gần nhất mới lấy được phê văn nói như vậy hiện tại ta có thể trực tiếp khai phát trang tân hơi kinh ngạc đúng vậy a à, từ khi phê văn xuống tới không ít đại công ty đều tới tìm các ngươi gia tộc muốn đem địa phương này cùng xuống đến bất quá các ngươi gia tộc lại cho ngươi ồ trang tân quan sát mảnh này bãi biển không thể không nói nơi này cũng có đặc điểm của mình tự như là một cái cự đại nguyệt nha, nước biển xanh biếc, liếc mắt nhìn qua, cho người ta một loại dị thường mỹ cảm. Khó trách gọi là bích nguyệt vịnh bãi biển, cái tên này cũng là thích hợp. Ta dự định ở chỗ này, làm cái tỷ thử sơn trang, giải trí cùng du lịch một thể, bất quá không có kinh nghiệm phương diện này. Trang Tân liếc mắt khúc hồng vân, kỳ thật hắn xác thực không biết, nhưng là hệ thống cho cái này bản vẽ hắn nhìn. Tuyệt đối là tinh phẩm trong tinh phẩm, còn có đông đảo còn chưa xuất hiện qua giải trí thiết bị liền xem như hiếu kỳ đều sẽ hấp dẫn vô số người đến đây cái này trang thiếu không phải ta đã kích ngươi theo chúng ta bên này dành làm thắng cảnh không có nhiều phần lớn là công nghiệp phát đạt có thể kéo tới du khách thực sự là có hạn nếu như là dạng này còn không bằng làm cái trên biển thiên đường còn khả năng hấp dẫn bản địa người đến thể nghiệm giảm bớt chút vốn kim cũng có thể lời ít tiền không đến mức lỗ vốn. Niệm niệm, Huynh là cầm vẫn là ngư. Nha đầu ngốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm, ừ. tại sao? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 20, 300 ngàn một năm. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Khúc Hồng Vân cũng là xuất phát từ hảo tâm, dù sao bọn họ nơi này không thuộc về du lịch phát đạt địa phương thà rằng làm cái bờ biển khách sạn hoặc là nhà hàng thậm chí khai phát điểm có tư tưởng đồ vật đều sẽ càng thích hợp quận thành có thể trang tân hết lần này tới lần khác muốn tại một cái công nghiệp phát đạt thành thị làm du lịch đây không phải khôi hài a à. ý kiến của ngươi cũng không tệ trang tân xoa cầm, bất quá liếc mắt khúc hồng vân trang tân lấy ra bản vẽ đưa tới khúc hồng vân trong tay khúc hồng vân có chút chần chờ tiếp nhận bản vẽ tuy nhiên hắn không thường thường tiếp xúc phương diện này đồ vật có thể nhưng vẫn là liếc một chút liền bị cái này bản vẽ thật sâu hấp dẫn đây là hắn ngạc nhiên trừng lớn hai mắt phía trên đủ loại giải trí thiết bị một mặt trung động những thứ này thiết bị hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cái này cái này bản vẽ trang thiếu ngươi là làm thế nào đạt được khúc hồng vân ngây ngốc mà hỏi Trang Tân một lát trầm mặt về sau, nói. Kỳ thật ta lúc 13 tuổi, thì có một cái mơ ước. Hắn như là lâm vào nhớ lại, dường như suy nghĩ về tới trước đây thật lâu. Kỳ thực là vì che giấu chính mình thu hoạch được hệ thống sự tình, loại chuyện này cũng không thể khắp nơi nói lung tung a, à, cho nên chỉ có thể đổ cho mộng tưởng, khiến người ta cảm thấy mình thật lâu trước đó, liền bắt đầu chuẩn bị. Chỉ là bởi vì trước kia nghèo, không có phát huy bình đài hiện tại vừa tốt có một mảnh đất, lại có tiền, lúc này mới lấy ra đại triển quyền cước. Ta hiểu được. Khúc Hồng Vân hít một hơi thật sâu, nếu là Trang Tân vẫn luôn có phương diện này ý nghĩ, theo 13 tuổi đến bây giờ, trải qua 7 năm diễn biến, cải tiến, làm ra như thế một cái bản vẽ, cũng không phải là không được. Hậu tích bạc phát, coi như không có hệ thống thức học tập, có thể tình cờ linh cảm liều gom lại, cũng là rất kinh người. Thứ này làm ra đến, thao phí cực lớn mà lại không biết nói có thể hay không bị hiện tại người tiếp nhận dù sao có chút hạng mục xem ra quá nguy hiểm đương nhiên nếu là thật sự có thể làm ra đến cái này tất nhiên trở thành quận thành một cái dấu hiệu tính địa điểm trước kia quận thành người không phải là không có nghĩ tới đem quận thành làm thành công nghiệp du lịch một thể thành thị có thể một mực không có người thành công thân là quận thành người khúc hồng vân tuổi nhỏ thời điểm tự nhiên cũng có qua phương diện này ý nghĩ, thậm chí mang theo một bầu nhiệt huyết, có thể về sau từ từ tìm tòi, biến thành giới thương nghiệp bên trong kẻ già đời, vẫn không có đi áp dụng. Nhưng bây giờ, trang tân tự hồ có thể giúp rất nhiều quận thành đã từng tràn đầy nhiệt huyết người, hoàn thành giấc mộng này. Trang thiếu, nếu là ngài nguyện ý, ta tin tưởng cái phương án này một khi công bố ra ngoài, có rất nhiều người đều nguyện ý đầu tư. Ngài trong tay 100 triệu tiền tại, cũng không quá đầy đủ. Coi như tăng thêm mặt khác ba cái sản nghiệp mấy chục triệu thu nhập, cũng là hạt cát trong sa mạc. Dạng này, ta nguyện ý đầu tư 300 triệu, bất quá ta cần chiếm cổ. Khúc Hồng Vân vốn là muốn nói 200 triệu, vương hai cái ngón tay, nhưng là cuối cùng vẫn tăng thêm 100 triệu. 300 triệu. Trang Tân ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, à, cái này bản vẽ kiến tạo phí dụng, sợ là không thua kém một tỷ, ngài hiện tại tiền tài lỗ hổng còn rất lớn. Cần muốn tiếp tục quyên tư, đương nhiên. Ngài cũng có thể cầm lấy cái này bản vẽ, đi tìm ngài vị hôn thê, hoặc là hồi gia tộc, những người kia gặp được cái này bản vẽ, tuyệt đối sẽ ủng hộ ngươi. Khụ khụ, cái này coi như xong đi, tiền của ngươi giữ lấy là được, ta tự có biện pháp. Trang Tân lắc đầu. Còn lại tiền tài lỗ hổng, tại 900 triệu hai bên. Đương nhiên, tiền vẫn là muốn chuẩn bị thêm một chút, vạn nhất dự tính không đủ, còn cần gia tăng. Còn có chính là Nhiếp Hàn Nhi cùng gia tộc bên kia, ta tạm thời không suy tính. Bất quá ngược lại là có thể đi ngân hàng cho vay, lấy trong tay ta ba cái sản nghiệp, ngươi cảm thấy có thể vay ra đến bao nhiêu tiền? Trang Tân hiếu kỳ hỏi. Khúc Hồng Vân nghe được Trang Tân cự tuyệt đầu tư của mình, cũng không có ý định hỏi Nhiếp Hàn Nhi cùng gia tộc đòi tiền, nội tâm cũng là phá lệ kinh ngạc trang tân tình huống hắn hiểu được, tiền của mình hắn không muốn. Nhiếp hàng nhi, gia tộc bên kia hắn cũng không muốn. Hắn đi nơi nào làm nhiều tiền như vậy? Tuy nhiên lòng nghi ngờ, hắn vẫn là thành thật trả lời. Ngài trên tay sản nghiệp, tại ngân hàng bản thân thì có cho vay, nếu là cần muốn tiếp tục vay, sợ là có thể lấy ra không nhiều, bất quá ba bốn trăm triệu vẫn là có thể. Tốt. Chuyện này thì giao cho ngươi đi làm, đến mức tiền còn lại ta lại nghĩ biện pháp. Trang Tân thu hồi bản vẽ, thận trọng cất kỹ. Đây chính là liên quan đến hắn ở cái thế giới này món tiền đầu tiên a, à. hắn tiền của hắn, đều là chính mình bối cảnh mang tới cũng không tính là Trang Tân kiếm được. A à trễ, ngươi đi tìm phía dưới ta đại ca Chu Tả, kiến trúc cái này phương tiện, vẫn là ta đại ca có kinh nghiệm. Đến lúc đó để hắn ra người, chúng ta xuất tiền, ngươi thì cùng ở bên kia, học ít đồ, chờ chuyện nơi đây làm xong an bài cho ngươi một cái cương vị. Trang Tân cười nói. Tốt, tốt Tân ca. Từ trì nói không cảm động là giả. Trang Tân đây là tại bồi dưỡng hắn, hắn đều hiểu. Giao phó xong những thứ này, Trang Tân mang theo từ trì đi một chuyến 4 s cửa hàng, mua một chiếc hơn 100.000 xe, để hắn thay đi bộ. Đến mức còn lại 900 triệu lỗ hổng, Trang Tân dự định đi thị trường chứng khoán bộ một đợt chính mình không phải vừa thu được cổ phiếu dự đoán năng lực A. Không dùng thì phí. Đưa đi từ trì, Trang Tân do dự một chút, trong xe lấy ra tấm kia câu lạc bộ thể hình truyền đơn, theo địa chỉ, đi tới quốc Mỹ tập thể dục. Không thể không nói, cái này quốc Mỹ tập thể dục, quy mô cũng thực không tồi. Chẳng những có tập thể dục, bên trong còn bao gồm các loại taekwondo, thái quyền chờ một chút huấn luyện hạng mục, chỉ cần ngươi có tiền, muốn học cái gì đều có thể cầm lấy truyền đơn đi vào, hắn liếc mắt liền thấy được lúc đó cho mình phát truyền đơn nữ hài, lập tức cười vẫy vẫy tay. Cái kia nữ hài gặp được Trang Tân, ngạc nhiên lộ ra nụ cười. Rất nhiều khách nhân nói lần sau qua đây xem, thực lại chỉ là lấy cớ, căn bản cũng sẽ không đến. Nhưng là Trang Tân lại tới, mà lại như vậy xuất khí tiểu ca ca, có thể lần nữa nhìn thấy Trang Tân, nàng không nói ra được kinh hỉ. Ngươi tốt. Nữ hài đi vào Trang Tân trước mặt, cười nhẹ nhàng hỏi không biết ngài cần làm như thế nào phần món ăn phần món ăn trang tân cùi chỏ tựa vào bên cạnh cái bàn cười nói tốt nhất là luyện quyền cùng tập thể dục một thể ta vừa mới lúc tiến vào xem lại các ngươi nơi này hạng mục rất trọng đúng vậy a à, chúng ta nơi này huấn luyện viên thể hình đánh nhau huấn luyện viên đều là rất nổi danh rất nhiều kẻ có tiền đều là đến chúng ta nơi này làm nghiệp vụ nữ hai cười hì hì mang theo Trang Tân, đi tới quầy. Sau đó Trang Tân liếc thêm vài lần, cuối cùng nhìn về phía phía trên nhất một cái lồng bữa ăn, cái này phần món ăn, ôm đồm hơn phân nửa hạng mục. Mà lại nhất làm cho hắn vui mừng chính là, còn có đánh nhau đối chiến. Như thế có ý tứ, 300 ngàn một năm a. À. Trang Tân chỉ cái này phần món ăn. Thì nó, trước làm hai năm đi. À. Nữ hai trận tròn mắt, vừa đến đã tuyển đắt nhất. Cái này phần món ăn xác thực cũng có nhân tuyển, bất quá 10 ngón tay đếm ra. Mà lại đều sẽ chỗ lão bản giới thiệu tới. Cái này còn là lần đầu tiên, có khách hàng tự chủ làm. Ngài. Ngài thật xác định rồi. Nữ hài lưu loát khẩu tài, đều biến đến có chút cà lâm. Đương nhiên, không phải vậy ta qua tới làm gì. Trang tân trận trắng mắt. Niệm niệm huynh là cầm vẫn là ngư nha đầu ngốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng ừ. tại sao tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả